Rồi, chào mọi người nhé. Hôm nay thì 18 khai xuân làm cái lễ khai xuân cho các ngài. Rất mong anh em gần xa đến ủng hộ mọi người. Tại địa chỉ vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai, ngay vòng xoay kế điện máy xanh. Thì anh em nào tới thì liên hệ trên hoặc biết rồi thì ghé chơi. Hai xuân chuyện nhà một hôm hoàn hảo. Các bạn chào. Liên hệ để chuyên tư vấn cho tất cả các mặt hàng phụ phú mới hoàn theo gió phủ các loại ship in sạc. Khách hàng đầu tiên đến khai xuân ủng hộ đây. Kính chúc tất cả các khách hàng vạn sự như ý và công việc thuận lợi đầu năm. Mong anh em luôn đồng hành và tình yêu ủng hộ trên. Cảm ơn tất cả anh em năm vừa qua đồng hành. Kính mong luôn ủng hộ và đồng hành cùng đến trên. Alo trên để trên tư vấn theo nhu cầu của khách hàng. Mai vào bắt xuân đây, đây là gần như hết. Mong một năm đầy hy vọng, công việc thuận lợi và sự chú ý tốt lành.
anh em nào quan tâm mặt hàng gì thì liên hệ trên tại địa chỉ Vòng Xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai, số 412 tổ 23 khu phố 3 phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Vòng Xoay Võ Giáp cổng 11. Đây là địa chỉ công ty chuyên. Bây giờ là cần liên hệ qua điện thoại, alo. Cái điện máy xanh nhá. Cảm ơn anh em, một năm mới thật nhiều sức khỏe và bạn xử lý. Chào anh em.